Mới chào các bạn đến với chương trình giảng trực tuyến trên kênh YouTube của tôi. Hôm nay tôi rất ưu là hân hạnh chia sẻ cùng các bạn về một chủ đề không có liên quan gì đến phân tích dữ liệu hay là dịch tễ học cả. Nhưng mà đây là một chủ đề được sự quan tâm của giới khoa học toàn cầu. Nó liên quan đến câu chuyện là mà tôi dịch là tái lập, tức là research reproducibility. Đây là một bài giảng mà tôi được mời giảng trong một cái hội nghị khoa học thường niên thuộc Bệnh viện St. Vincent và Đại học New South Wales vào ngày 16 tháng 9 năm 2020. Có lẽ tôi phải nói sơ qua một chút xíu về cái hội nghị này để cho các bạn biết là Bệnh viện St. Vincent ở Sydney là một trong những bệnh viện lớn và lâu đời nhất của thành phố. Chung quanh cái bệnh viện thì có rất nhiều các cái viện nghiên cứu có tiếng trên thế giới, ví dụ như viện Garvan, viện Victorian hay là viện Kirby và rất nhiều các trung tâm nghiên cứu nhỏ nhỏ khác nữa. Thì cái số người mà làm nghiên cứu, cái số mà nhà khoa học mà trong các cái viện nghiên cứu này và của bệnh viện nữa, nó thậm chí nó còn đông hơn cái số bệnh nhân và số bác sĩ cộng lại. Nói vậy để các bạn biết đây là một cái trung tâm nghiên cứu có lẽ là tương đối lớn của cả nước. Nói là không biết có thể đáng khoe hay không, nhưng mà có một lần một bà thủ tướng Úc bà đến đây nói chuyện thì bà có nhận xét như thế này. Bà nói rằng cái góc đường này nè, cái là cái góc đường mà cái bệnh viện St. Vincent và viện Garvan tọa lạc á, là có cái mật độ tri thức là cao nhất của nước Úc. Đấy, nói vậy. Ok, thôi vậy đủ rồi. Tôi xin nói sơ qua về nội dung của bài này. Trong bài này tôi sẽ nói về cái tình trạng bất tái lập, tức là irreproducibility trong nghiên cứu khoa học. Tôi sẽ bàn một số về các cái yếu tố mà nó dẫn đến cái tình trạng này và sẽ đề ra một cái giải pháp và giải thích tại sao mà chúng ta cần phải xem xét lại cái chuẩn về cái chỉ số Pi để mà tuyên bố rằng chúng ta đã khám phá. Thì nói về cái này bị dị bài giảng nó cần phải nói một chút xíu về cái người lecture, thành ra tôi cũng nói ngắn gọn thôi. Tôi từng là ad hoc statistical consultant, tức là cái người mà kiểu như là tư vấn mà thỉnh thoảng cho các cái tạp chí lớn như là New England Journal of Medicine, JAMA, Lancet, những nhiều lắm. Rồi tôi cũng từng là editor của một số cái tạp san liên quan đến cái ngành xương. Tôi từng gọi là viết cái phát đồ gọi là publication cho cái tạp san mà JBMA, tạp san số 1 trong cái chuyên ngành loãng xương trên thế giới đó. Ngoài ra tôi còn là member của tất cả các cái hội đồng biên tập của phần lớn các cái tạp san mà liên quan đến xương. Nói vậy để cho các bạn thấy rằng tôi ở một cái vị trí gọi là tương đối gọi là lý tưởng để mà nhìn thấy tất cả những cái vấn đề liên quan đến nghiên cứu khoa học và các cái vấn đề mà bất tái lập trong nghiên cứu khoa học, và những cái vấn đề đó tôi có thể chia sẻ với các bạn ở đây. Nhưng mà trước tiên ấy, là có lẽ chúng ta cần phải xác định thế nào là bất tái lập. Thì đây là một cái định nghĩa mà được công bố trên tập san Science Translational Medicine của Stephen Goodman cũng là một những người bạn đó thôi, quen cũng lâu lắm rồi. Thì trong bài này là nhóm của Goodman đề nghị là có ba dạng là tái lập. Dạng thứ nhất là liên quan đến phương pháp, dạng thứ hai là liên quan đến phần kết quả nghiên cứu, dạng thứ ba là liên quan đến kết luận nghiên cứu. Nói về cái methods reproducibility là chúng ta nói rằng đây là trường hợp mà nhà nghiên cứu phải cung cấp đầy đủ các cái chi tiết về phương pháp, về dữ liệu cũng như là quy trình sao cho mà các cái đồng nghiệp và theo sau có thể tái lập lại những cái kết quả nghiên cứu trước, những phương pháp mà phân tích đó. Về cái tái lập kết quả là đề cập đến cái tình trạng mà người ta có thể lặp lại cái kết quả của một cái nghiên cứu trước đây qua một cái nghiên cứu mà gọi là hoàn toàn độc lập, nhưng mà theo đúng những cái quy trình mà được mô tả trong nghiên cứu trước. Về cái inferential reproducibility ở đây có nghĩa là người mà lặp lại cái nghiên cứu theo quy trình mô tả trước đây có thể đi đến một cái kết luận là giống như cái kết luận trước đây.
Do đó khi mà chúng ta nói đến cái mà tình trạng tái lập ở đây, không có nghĩa là chúng ta sẽ có những cái con số gọi là chính xác 100% so với các cái nghiên cứu mà được báo cáo trước đây, mà chỉ là tái lập theo cái ý nghĩa là mình có thể lặp lại phương pháp, mình có thể lặp lại một số các cái kết quả chính, cũng như là mình có thể lặp lại cái kết luận hay là cái suy luận của nghiên cứu trước đây. Xin chia sẻ với các bạn một câu chuyện nó tương đối thời sự, nó liên quan đến vấn đề tái lập trong khoa học. Thì thời gian gần đây thì có lẽ đa số những ai mà làm trong nghiên cứu khoa học hay là y khoa đều quan tâm đến hàng loạt các cái nghiên cứu liên quan đến mà dịch Vũ Hán đó. Dịch Vũ Hán thì như các bạn biết rằng nó bắt đầu từ thành phố Vũ Hán vào tháng 12 năm 2019, nhưng mà thật ra mà nói thì chắc là nó bắt đầu trước đó nữa chứ không phải tháng 12 đâu. Thì sau cái tình trạng mà dịch nó xảy ra thì có rất nhiều các cái công trình nghiên cứu được công bố trên các cái tạp san quốc tế. Bản thân tôi cũng phụ trách một số các cái nghiên cứu đó nữa, cho một số cái tạp san mở đó. Câu chuyện nó xảy ra là thế này, câu chuyện này nó liên quan đến cái vấn đề nhóm máu và cái nguy cơ nhiễm COVID-19. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2005, khi mà một nhóm nghiên cứu ở Hồng Kông là họ báo cáo rằng những cái cá nhân mà có cái nhóm máu O á, thì á, là có cái nguy cơ nhiễm mà xa là thấp hơn những người ở nhóm máu khác. Thì họ báo cáo lúc đó thì rất là thú vị, ai cũng thấy là nó rất là hào hứng, nhưng mà chẳng ai quan tâm những cái chuyện phải lặp lại nghiên cứu đó. Thế rồi đến năm 2020 khi mà đại dịch Vũ Hán vẫn xảy ra đó, thì một số đồng nghiệp và một số nhà nghiên cứu ở bên Vũ Hán và Shenzhen là cái gì ta? À, là Thẩm Quyến nè, cái này có Thẩm Quyến. Thẩm Quyến người ta lặp lại, cố gắng lặp lại cái nghiên cứu mà công bố vào năm 2005. Thì kết quả cho thấy rằng nó là đúng là như vậy. Tức là những người mà có nhóm máu mà O á, thì có nguy cơ nhiễm thấp hơn những cái người mà có nhóm máu khác. Nhưng câu chuyện nó không dừng ở đó. Cách đây khoảng chừng 2 tháng thì một nhóm nghiên cứu ở bên Úc và Âu Châu, họ cũng lặp lại cái nghiên cứu như vậy, nhưng mà tất nhiên là những cái đối tượng nghiên cứu, những bệnh nhân bây giờ là người da trắng chứ không phải là da vàng nữa, thì họ không thấy cái mối liên quan. Tức là họ thấy rằng đó là người mà có nhóm máu O thì cũng có nguy cơ nhiễm giống y chang như các cái người mà nhóm máu khác mà thôi. Quan trọng hơn nữa, cách đây khoảng chừng 2 tuần gì đó thì một cái nhóm nghiên cứu ở bên Mỹ với cái số cỡ mẫu lớn hơn, họ cũng nói rằng là họ cũng báo cáo rằng họ không có lặp lại được cái mối liên quan mà các nhà nghiên cứu ở bên Tàu là báo cáo trước đây. Thành ra là các tác giả mà đăng tác giả của bài báo mà trên JAMA này, họ nói rằng đó là cái khoa học cơ bản đằng sau của mối liên quan về nhóm máu và cái nguy cơ nhiễm COVID-19 là extremely weak, tức là cực kỳ yếu. Thành ra là đừng, họ khuyên là các bác sĩ đừng có dùng cái nhóm máu của bệnh nhân mà nói cho bệnh nhân rằng là họ có nguy cơ nhiễm cao hay là nhiễm thấp, bởi vì cái khoa học đằng sau đó nó rất là kém. Đây là một cái câu chuyện rất là thú vị. Khoảng chừng 17 năm trước, tức là năm 2003 đó, ở bên Thụy Điển người ta có làm một nghiên cứu mà lúc đó rất là đình đám. Thì cái nghiên cứu này nó cho thấy rằng là những người mà báo cáo rằng là họ bị căng thẳng hàng ngày á, thì là mấy chục năm sau thì cái nguy cơ mà bị mà ung thư vú nó lại tăng. Nói cách khác á, là các nhà nghiên cứu này á, họ chỉ ra rằng hay là họ báo cáo cái dữ liệu cho thấy rằng là căng thẳng, cái sự căng thẳng á, là tăng cái nguy cơ bị ung thư vú. Mà ung thư vú là một vấn đề rất là thời sự, thành ra lúc đó thì cái nghiên cứu này rất là đình đám. Như các bạn thấy là ngay cả BBC mà người ta cũng đưa tin đó. Ngay lúc đó tôi còn nhớ, lúc đó thậm chí là tôi còn là cũng quan tâm lắm, cũng muốn làm cái nghiên cứu này lắm, nhưng mà bị chuyên ngành của mình là bên xương, thành ra là mình chỉ đọc cho biết thôi. Nhưng mà 2 năm sau, năm 2005, cũng một nhóm ở bên Thụy Điển, nhưng mà lần này thì họ làm cái nghiên cứu trên một cái cỡ mẫu nó lớn hơn, chắc là 7.000 người rồi. Họ báo cáo một cái phát hiện hoàn toàn ngược lại, và họ nói rằng là những người mà có mà căng thẳng á, thì
cái nguy cơ mà bị ung thư vú lại thấp hơn. Thật ra họ dùng chữ là stop chứ, tức là ngăn ngừa được cái ung thư vú. Thì cái công trình nghiên cứu này cũng gọi là gây ra rất nhiều tranh cãi, là bởi vì tranh cãi là so với cái phát hiện trước đây. Mà nghiên cứu này nó quan trọng là nó được công bố trên một tạp san rất là danh giá, đó là British Medical Journal. Ai mà có bài trên cái tạp san này là coi như là sự nghiệp khoa học nó là sáng lạng đó nha. Thành ra là cái sự mà gọi là contradiction đó, tức là cái sự mâu thuẫn giữa hai cái nghiên cứu này làm trên cùng một quần thể là người Thụy Điển, mà cũng tất cả hai đều có những cái số cơ mẫu tương đối lớn, lần trước là 1.350, lần sau là khoảng 7.000 người. Thành ra là nó đặt ra rất nhiều các cái câu hỏi về tại sao lại có những cái sự mà gọi là bất tái lập nghiên cứu như thế, và chúng ta sẽ bàn về nó sau. Và trong thời gian gần đây á, thì có hai trường hợp cũng rất là đình đám trong khoa học cơ bản. Trường hợp thứ nhất là một nhóm nhà nghiên cứu ở thuộc thuộc công ty Bayer ở bên Đức ấy. Họ cho biết rằng là họ không thể lặp lại 75% các cái nghiên cứu mà thuộc loại high profile, nghiên cứu mà nổi tiếng, mà tiền lâm sàng đã công bố trước đây. Những cái nghiên cứu này đáng lý ra là sẽ dẫn đến chúng ta đến những cái loại thuốc mới, nhưng 75% các cái nghiên cứu này không được tái lập. Có nghĩa rằng là không biết là nghiên cứu trước nó sai hay là sao, nhưng mà 75% là con số rất là đáng quan tâm. Nhưng mà ngay cả trước khi mà các nhà nghiên cứu này họ làm cái nghiên cứu mà tái lập á, thì đã có hàng trăm các cái nghiên cứu khác đã được công bố, một số khác thậm chí còn đi đến gọi là thử nghiệm lâm sàng đấy, thế mà đáng sợ chứ. Rồi một cái nhóm khác nữa, một năm sau, năm 2012, là một nhóm nhà khoa học bên Anh Johnson, là họ báo cáo rằng họ không có thể lặp lại cái kết quả nghiên cứu của gần 90%, tức là 47/53 của các cái nghiên cứu mà họ cho là landmark. Những cái nghiên cứu landmark có nghĩa là những nghiên cứu mà mở ra một cái đường hướng mới, những cái nghiên cứu mà có thể dẫn đến những cái liệu pháp điều trị hoàn toàn mới. Thế nhưng mà gần 90% như các bạn thấy là họ không lặp lại được. Điều đó rất là quan tâm. Nhưng mà một cái chuyện mà tôi một cái khía cạnh của cái bài báo này mà tôi thấy thú vị á, là cái số lần mà trích dẫn của những cái bài báo mà không có tái lập lại được á, là nó có trích cái nó cao hơn cái số lần trích dẫn của những cái bài báo mà người ta lặp lại cái kết quả được. Đây là cái số lần trích dẫn 248/231. Thì như các bạn thấy, đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng, bởi vì cái tính mà tái lập, tức là replication hay là reproducibility á, nó là một cái nền tảng của khoa học. Và nếu mà là một cái kết quả nghiên cứu mà không có mang tính tái lập thì cái kết quả nghiên cứu đó có thể sai, hay là cái khoa học đó cũng chẳng gọi là tốt hơn gì so với thầy bói cả. Nói là đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Rồi nói về cái vấn đề mà tái lập thì tôi nghĩ rằng không thể nào mà bỏ qua cái bài luận văn này, là một bài báo rất là ảnh hưởng. Thì trong cái bài báo này là John Ioannidis, anh này cũng là một người bạn của tôi đã từng gặp anh ấy rồi, cũng đàm đạo cũng khá nhiều trong thời gian ở Ý, trong một hội nghị ở Ý. Anh ấy là một người nhỏ nhắn, nói năng rất là nhỏ nhẹ, rất là ít nói, nhưng mà trên giấy tờ, trên các bài báo khoa học thì anh ấy rất là nói từ tiếng Anh là vô cùng, tức là nói rất là lớn. Thì đây là một trong những cái câu nói mà lớn nhất của John. Anh ấy dùng cái phương pháp mà lý luận Bayes, chúng ta sẽ học qua một chút xíu về phương pháp Bayes. Mà nếu mà các bạn nào theo dõi những bài giảng của tôi trước đây thì tôi có giữ 4-5 bài nói về Bayes. Anh ấy dùng cái phương pháp lý luận của Bayes và tuyên bố rằng là đa số những cái phát hiện mà công bố trên các cái tạp san khoa học trong quá khứ là sai, là false. Đây là một câu nói rất là mạnh, rất là gây rất nhiều là tranh cãi. Nhưng mà nếu mà các bạn xem qua những cái lý luận và những cái cơ sở dữ liệu đằng sau đó thì sẽ thấy rằng là đây không phải là câu nói gọi là làm cho nổi đâu, họ đều có, anh ấy đều có bằng chứng cả. Thì cái bài báo này nó rất là ảnh hưởng, nó được công bố vào năm 2005
mà cho tới nay á, tới nay tức là năm 2020, theo như Google Scholar thì bài báo đã nhận được hơn 8.900 trích dẫn. 8.900 trích dẫn là nhiều lắm các bạn. Cả cuộc đời sự nghiệp của nhà khoa học nhiều khi cũng chỉ có 1-2 ngàn thôi, đa số là dưới vài ngàn và 2 ngàn thôi. Nhưng mà đây chỉ một bài thôi mà đã có 8.900 trích dẫn. Nhưng mà còn quan trọng hơn nữa là cái tập san mà Plos Medicine á. PLOS Medicine là một tập san mở nha, nó là tập san mở rất là chọn lọc, chứ không phải tập san mở mà loại gọi là dỏm đâu. Tập san mở PLOS Medicine họ báo cáo rằng đó là cái bài báo này á là đã thu hút hơn 3 triệu mốt lần views, kinh khủng ha, lượng view rất là lớn. Thì cái lát nữa là tôi sẽ quay lại cái bài báo này các bạn thấy. Do đó là đa số những cái bài báo trong quá khứ, và đây là một cái bài mà được tổng hợp trên tập san Nature công bố vào năm 2016. Thì câu chuyện dài tôi sẽ tóm lược một cách ngắn gọn như thế này. Trên cái bài báo này á, là tác giả cho thấy rằng là ở bất cứ cái lĩnh vực nghiên cứu nào, là hóa học, là sinh học, vật lý, kỹ thuật, y khoa, khoa học trái đất, khoa học môi trường, những người nhân là khoảng chừng 80% hay là up to tức là tính đến 80% các cái nhà khoa học này họ báo cáo rằng họ có vấn đề lặp lại những cái nghiên cứu của các đồng nghiệp khác, nhưng mà thậm chí họ cũng có vấn đề lặp lại nghiên cứu của chính họ. Đó là vấn đề rất là quan trọng, chứ không phải tức là ngay cả cái kết quả mà họ công báo, họ thông công công bố trước đây á, họ cũng có vấn đề lặp lại cái nghiên cứu đó. Thành ra là cái vấn đề mà gọi là bất tái lập là một vấn đề có thật, chứ không phải là chỉ là nói để cho có đâu. Nó là một cái sự thật, và một cái sự khủng hoảng. Trong giới khoa học người ta xem cái vấn đề mà bất tái lập là một sự khủng hoảng trong khoa học hiện đại. Thế thì câu hỏi được đặt ra là tại sao có vấn đề mà bất tái lập, tức là irreproducibility. Thì nếu mà các bạn theo dõi những cái mà thảo luận trong cái thời gian qua, đây cũng khoảng mười mấy năm rồi đó, nếu mà tôi nhớ không lầm thì cũng hơn mười mấy năm, thì ngay cả trong cái ban biên tập mà tôi có dính dáng, ai cũng đều thảo luận về vấn đề này. Không phải chỉ trong ban biên tập của các cái tập san khoa học, mà ngay cả trong các cái hội đồng duyệt xét các cái đề cương nghiên cứu và tài trợ cho nghiên cứu trên khắp thế giới, từ WHO cho đến Wellcome Trust NSMCNS, ai cũng thảo luận về vấn đề và cái lý do tại sao mà dẫn đến tình trạng bất tái lập. Ngay cả trong cộng đồng khoa học cũng vậy. Thành ra khi mà theo dõi những cái thảo luận này, tôi nghĩ rằng tôi có thể tóm tắt thành ba nhóm lý do. Cái nhóm lý do thứ nhất là liên quan đến cái giả thuyết. Có lẽ là cái giả thuyết, đa số những cái giả thuyết mà các nhà khoa học, tôi nghĩ tôi nói là các nhà khoa học, nhưng mà tôi nghĩ chắc là kể cả tôi luôn trong đó nữa, là những cái giả thuyết mà mình mà kiểm định có thể là nó không có đúng. Và khi mà giả thuyết nó không đúng thì tất cả những cái gì mà xảy ra sau đó thì chắc chỉ là những cái ngẫu nhiên mà thôi, những cái dữ liệu ngẫu nhiên mà thôi. Cái nhóm lý do thứ hai mà tôi đặt cái tên tôi gọi là structural issues, tức là những cái vấn đề nó mang tính cơ cấu. Thì đây là những vấn đề liên quan đến cách mà chúng ta thiết kế thí nghiệm, hay là những cái sai lệch về cách thiết kế thí nghiệm, ví dụ như là cái cách mà chúng ta chọn đối tượng nghiên cứu, hay là quan trọng hơn hết mà ít ai biết được á, là cái vấn đề nó gọi là collider bias, mà bác sĩ Nguyên mà học trò cũ thôi anh có cách anh đặt cái tên rất là hay, gọi là sai lệch đồng nguyên. Cái rất tiếc là tôi bây giờ tôi nói về cái này, nhưng mà đại khái rằng đây là một cái dạng bias, giống giống như là Sanderson bias, chứ mà nó ngược lại và nó dẫn đến rất nhiều các cái mà khám phá hay là những cái phát hiện rất là tào lao. Tôi dùng chữ tào lao là nói theo kiểu gọi là dân giả của dân miền Nam đó. Mà cái một một cái lý do khác nữa là cái khác về cái phương pháp mà đo lường, cũng dẫn đến tình trạng mà các cái kết quả nghiên cứu không có mang tính tái lập. Tôi nói ví dụ như là nếu mà tôi làm nghiên cứu về béo phì, và bởi vì tôi có phương tiện tôi đo cái tỷ trọng mỡ bằng máy DEXA, thành ra là cái nghiên cứu tôi hy vọng rằng chính xác hơn là các cái đồng nghiệp khác, người ta không có phương tiện DEXA, người ta phải dùng các cái chỉ số như là BMI, tức là Body Mass Index. Thì Body Mass Index là một cái chỉ số được dùng rất là phổ biến, nhưng mà nó không có chính xác.
nếu mình dùng trái xoài chính xác hơn. Nhưng mà ý tôi muốn nói rằng á, cái cách mà chúng ta đo lường một cái mà biến số hay là một cái mà phenotype như vậy đó, nó có thể ảnh hưởng đến cái tính mà tai lạc. Một cái yếu tố khác quan trọng trong cái vấn đề mà gọi là yếu tố cơ cấu này á, là vấn đề các cái nghiên cứu mà có số cỡ mẫu nó nhỏ, nó không có đầy đủ, nói theo tiếng Anh là low power studies. Và kế tới nữa là publication bias. Thì thú thật các bạn là tôi phục vụ trong khá nhiều bản biên tập của các tập san, tôi có thể nói một cách ngắn gọn như thế này: đa số những người mà trong các tập san khoa học, người ta chỉ thích công bố những cái bài báo nào nó mang tính dương tính, người ta không thích công bố những bài báo nào mà kết quả nó âm tính. Nói theo ngôn ngữ thống kê là người ta chỉ thích những cái gì mà nó có statistically significant thôi, tức là những gì có ý nghĩa thống kê thôi. Những cái gì mà không có ý nghĩa thống kê thì cũng có thể công bố, nhưng mà cái xác suất được công bố thì thấp lắm, rất là khó. Nên là những cái yếu tố này tôi gọi nó là những cái yếu tố gọi là cơ cấu. Rồi cái nhóm mà yếu tố thứ ba mà tôi nghĩ cũng dính dáng đến vấn đề tái lập, đó là các cái vấn đề liên quan đến thống kê. Ví dụ như là sử dụng hay là ứng dụng các cái phương pháp mà thống kê không 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 đúng. Ví dụ như là phương pháp stepwise regression, mà tôi nghĩ rằng đa số các đồng nghiệp mình, kể cả đồng nghiệp ở trong nước nữa, ở Việt Nam nữa, là bởi vì có lẽ người ta không có am hiểu về 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 thống kê, và cái lý thuyết làm sao đó, thành ra khi mà có stepwise là người ta đi sử dụng cái đó. Nhưng mà trong thực tế á, thì cái phương pháp mà stepwise regression này nó dẫn đến rất nhiều các cái mà kết quả dương tính giả, và người ta khuyến cáo là mình không nên dùng cái đó nữa. Nhưng mà bởi vì nhiều bạn không có am hiểu vấn đề, thành ra vẫn tiếp tục dùng nó và dẫn đến nhiều cái phát hiện nó rất là yếu về mặt tái lập. Rồi đứng về mặt mà phân tích bằng mô hình á, thì những cái vấn đề như là over-adjustment, rồi overfitting, underfitting, tất cả cái này đều đóng góp vào cái khả năng mà bất tái lập mà chúng ta thường hay thấy. Xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện đó. Nhiều khi ở bên Việt Nam có lần tôi gặp một đồng nghiệp là anh ấy đo được nó khoảng chừng 25 các cái mà yếu tố liên quan đến một cái biến outcome. Thì anh ấy là hiệu chỉnh, tức là adjust, là hiệu chỉnh cho tất cả 25 yếu tố. Thì khi mà tôi hỏi tại sao phải hiệu chỉnh nhiều như vậy, thì anh ấy nói là tất cả này đều có thể có liên quan thành cái hiệu chỉnh nó như vậy. Nhưng mà cái vấn đề là thế này, là cái nghiên cứu của anh ấy là nó chỉ có 10 cái mà biến cố xảy ra thôi, 10 biến cố xảy ra mà có tới 25 biến. Thì tôi nghĩ đó là vấn đề over chết mình, và làm như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái kết quả, những kết quả mà người ta không có lập lại được. Một cái yếu tố mà một cái lý do mà rất là quan trọng liên quan đến vấn đề mà thống kê này á, là sự mà diễn giải cái chỉ số phi sai. Có thể là hiểu sai, và các cái mà thói quen mà có thể nói rằng đó là thói quen không có lành mạnh đó. Ví dụ như là p-hacking, lát nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn biết p-hacking là cái gì, và kiểm định mà đa giả thuyết. Tất cả những cái này nó cũng đều dẫn đến cái tình trạng mà cái kết quả nghiên cứu mình nó không có mang tính tái lập cao. Nhưng mà bởi vì cái thời gian chúng ta không có, thành ra là tôi xin tập trung vào hai vấn đề là power và cái diễn giải chỉ số phi mà thôi. Nói một cách ngắn gọn là như thế này các bạn. Tôi nghĩ rằng cái chìa khóa mà để mà dẫn đến để mà chúng ta hiểu và cảm nhận được cái vấn đề tái lập đó, là ở cái khái niệm gọi là PPV, viết tắt của chữ là Positive Predictive Value. Thì cái PVV này á, nó là một cái khái niệm mang tính base, mang tính gọi là lý giải base. Và để mà các bạn cảm nhận được, ghi nhận được cái vấn đề á, thì tôi xin chia sẻ với các bạn về một cái sự mà tương đồng giữa cái chẩn đoán lâm sàng. Đa số các bạn mà theo dõi những cái loạt bài giảng này là những người bên ngành y, là nó có một sự tương đồng giữa cái chẩn đoán lâm sàng và nghiên cứu khoa học các bạn. Thì trong chẩn đoán lâm sàng, người bác sĩ họ quan tâm đến cái chuyện bệnh nhân có hay là không có bệnh. Thì trong nghiên cứu khoa học thì nhà nghiên cứu họ bận tâm đến cái câu hỏi là có hay là không có mối ảnh hưởng, có hay là không có mối liên quan, tức là effect và association. Trong chẩn đoán lâm sàng, khi mà một cái kết quả xét nghiệm nó là dương tính,
thì nó cũng giống như là một cái kết quả có ý nghĩa thống kê trong nghiên cứu khoa học. Mình nghĩ vậy cho nó dễ hiểu. Trong mà chẩn đoán lâm sàng á, cái mà xác suất mà gọi là dương tính giả, tức là false positive test, là nó tương đương với cái alpha trong cái cách mà chúng ta thiết kế nghiên cứu. Còn cái false positive test này, false negative test này, tức là âm tính giả, nó tương đương với cái beta trong cái thiết kế nghiên cứu. Trong mà chẩn đoán lâm sàng á, cái mà độ nhạy của cái phương pháp xét nghiệm nó vô cùng quan trọng, tức là cái độ nhạy chúng ta gọi là sensitivity. Còn trong mà thiết kế thí nghiệm á, hay là thiết kế nghiên cứu á, thì cái thuật ngữ tương đương nó là power. Tôi nghĩ cái chữ power này là rất là dở, và bởi vì nó làm cho người ta khó hiểu, và một số đồng nghiệp trong nước thì người ta dịch chữ power là lực, là lực nghiên cứu, thì tôi nghĩ nó dịch nó hơi sát. Tôi nghĩ là dịch cho nó đúng là thế này: cái power nó chính là cái sensitivity, tức là nó là độ nhạy. Do đó từ nay trở đi tôi đề nghị rằng chúng ta nên dùng chữ là độ nhạy của nghiên cứu chứ không phải là lực của nghiên cứu. Khi mà tôi giảng ở ngoài này cũng vậy, tôi nói trước mọi người, tôi nói rằng ai mà sáng chế ra cái chữ power trong thiết kế nghiên cứu là quá bậy bạ, đáng lẽ phải nói là sensitivity of research. Thì cái độ nhạy của cái mà nghiên cứu này nó là bằng một trừ cho cái sai số loại 2. Một cái khái niệm vô cùng quan trọng trong chẩn đoán lâm sàng là PPV, positive predictive value. Thì cái PPV này á, là nó là xác suất mà một bệnh nhân có bệnh nếu mà bệnh nhân đó có kết quả xét nghiệm là dương tính. Đây là cái mà bác sĩ cần muốn biết, đây là cái mà bệnh nhân cần muốn biết, tức là xác suất là tôi mắc bệnh là bao nhiêu nếu cái kết quả xét nghiệm của tôi là dương tính. Thì cái câu hỏi này á, không trả lời được bằng cái chỉ số sensitivity, không trả lời được bằng cái chỉ số độ nhạy. Tương tự như vậy trong một nghiên cứu khoa học á, thì cái PPV này á, nó là cái xác suất mà có ảnh hưởng hay là có mối liên quan sau khi đã quan sát được một chỉ số pi. Đó là cái mà chúng ta cần muốn biết. Ví dụ như sau khi mà thực hiện xong một cái nghiên cứu và tôi có một cái kết quả với chỉ số pi là 0.06 chẳng hạn, 0.06, thì cái mà câu hỏi mà tôi muốn biết là cái xác suất mà cái mối liên quan thật sự, mối liên quan là thật sự là bao nhiêu, cái xác suất mà có mức rồi có sự ảnh hưởng là bao nhiêu, the probability đó, the effect is true á, là bao nhiêu sau khi tôi đã quan sát được chỉ số pi này. Thì cái này nó không trả lời được bằng cái độ nhạy của nghiên cứu mà mình phải tính toán. Và cái để mà tính toán cái PPV đó, thì nó lại lệ thuộc vào ba cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất á, là cái xác suất mà cái giả thuyết của chúng ta đúng là bao nhiêu. Cái yếu tố thứ hai là cái độ nhạy của nghiên cứu, tức là study power. Cái yếu tố thứ ba nữa là chỉ số pi. Và tôi sẽ cho các bạn xem qua một cái công thức rất là đơn giản như thế này. Cái PPV của một cái công trình nghiên cứu trước khi mà mình đã có kết quả nha, của một nghiên cứu là nó bằng như thế này, là nó bằng pi. Pi là cái xác suất mà cái giả thuyết của chúng ta đúng. Rồi có thể nói là cái đó là cái xác suất của cái mức độ ảnh hưởng, xác suất của mối liên quan nhân. Nhân cho cái một trừ cho beta đó, các bạn nhớ là cái gì? Là power đó, là độ nhạy. Tức là pi nhân cho độ nhạy chia cho tổng số của pi là độ nhạy, và một trừ cho pi tức là cái xác suất mà cái giả thuyết của chúng ta sai, nhân cho cái sai số loại một, tức là Taiwan error. Thì cái PPV á, do đó là nó lệ thuộc vào ba cái này là như vậy đó. Ok, bây giờ tôi sẽ đi qua từng cái yếu tố một trong cái này, tức là cái xác suất mà của giả thuyết, cái study power và cái chỉ số pi. Đầu tiên á, là tôi nghĩ rằng có lẽ là chúng ta có thể nói một câu rất là đơn giản như thế này, là cái xác suất mà những cái giả thuyết mà chúng ta kiểm định đó, thường thường nó rất ư là thấp các bạn. Cái lĩnh vực mà tôi làm nghiên cứu là về di truyền học, tôi đã theo đuổi này mấy chục năm nay rồi. Và các bạn thử tưởng tượng nếu mà tôi muốn kiểm định cái giả thuyết rằng có một cái genetic variance, tức là một cái biến thể gen
mà nó có liên quan đến loãng xương, tôi tạm gọi cái chữ đó là phenotype đi. Thì trong số gọi là 10 triệu biến thể, thì nó nhiều hơn nhưng tôi lấy về ví dụ gì, trong số 10 triệu biến thể mà tôi test, tức là tôi kiểm định đó, tôi kiểm định đó, thì chỉ có một là đúng thôi. Như vậy thì cái xác suất mà tiền định cho tôi về cái giả thuyết của tôi nó đúng là nó bằng 1 trên 10 triệu, rất là thấp. Hay là bởi vì mình quay lại cái câu chuyện về cái mối liên quan giữa căng thẳng và ung thư vú mà hồi nãy á, theo các bạn á, thì cái xác suất đó là bao nhiêu? Bởi vì cái cơ chế sinh học đằng sau đó nó không có rõ ràng, thật ra nó cũng chẳng ai biết. Thành ra là tôi nghĩ rằng đó là cái xác suất mà tiền định của cái mối liên quan giữa căng thẳng và ung thư vú là nó rất là thấp, có thể là 1 trên triệu. Nếu mà mình gọi là rộng rãi thì mình cho nó là 1 trên trăm, tức là 1%. Do đó là đa số những cái giả thuyết mà chúng ta kiểm định á, đa số những cái giả thuyết mà chúng ta muốn gọi là làm nghiên cứu á, thường đó là nó có cái xác suất rất là thấp. Và cái điều này nó cũng không phải là gì mới. Trước đây là đã có một cái bài báo công bố hình như trên Scientific American, nó nói rằng là đa số các cái mà lý thuyết về khoa học nó đã sai. Và tại sao nó sai? Theo như ông Richard Smith, ông này này, ông trước đây là tổng biên tập của tạp sàn British Medical Journal, tức là BMJ, mới có nói câu rất là đụng chạm. Ông nói thế này, ông nói đa số các cái nghiên cứu mà khoa học nó đều sai. Và nó sai là bởi vì các nhà khoa học đó, nó chỉ quan tâm, họ chỉ quan tâm đến vấn đề tài trợ, đến vấn đề tiền bạc tài trợ và sự nghiệp thôi, chứ họ chả quan tâm đến chuyện là tìm ra sự thật. tôi nghĩ câu này rất là đụng chạm, nhưng mà mấy chục năm vừa là làm nghiên cứu khoa học, tôi nghĩ câu này nó cũng không phải là quá xa rời so với sự thật là bao nhiêu. Đa số các nhà khoa học đúng là như vậy, tức là họ chỉ quan tâm đến chuyện xin tài trợ, vì không có tài trợ làm sao duy trì được cái lab, không có tài trợ sao làm được nghiên cứu. Và khi mà xin đến được tài trợ thì lại dính dáng đến cái sự nghiệp, tức là cái career. Do đó là cái sự thật á, của cái khoa học á, nhiều khi nó lại trở thành là cái nạn nhân của cái sự mà theo đuổi đó. Thành ra là tình trạng xảy ra như thế này, luôn giống như là mình lái xe mà sai đường vậy các bạn. Khi mà mình lái xe mà sai đường là coi như là mình đâu có đi tới nơi được, mình đi sai đường mà. Nó cũng giống như là mình kiểm định một cái giả thuyết mà nó sai. Nếu mà mình thiết kế một cái nghiên cứu kiểm định một cái giả thuyết mà nó không có thật, hay là kiểm định một cái mối liên quan mà nó không có thật, ví dụ mối liên quan giữa mà căng thẳng và breast cancer đi, nó không có thật. Và nếu mà mình làm nghiên cứu như vậy thì cái dữ liệu mà mình có thì nó chỉ là ngẫu nhiên thôi, tức là nó chỉ là random data, hay là nói một cách gọi là theo ngôn ngữ của vật lý nó chỉ là nhiễu thôi, chứ nó không phải là systematic gì cả. Do đó cái lý do đầu tiên mà tôi nghĩ á, cái tình trạng mà gọi là bất tái lập mà nó xảy ra trong khoa học là bởi vì cái giả thuyết mà chúng ta kiểm định hoặc là sai, hoặc là nó có cái xác suất mà gọi là đúng rất là thấp. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái độ nhạy của nghiên cứu. Thì như các bạn biết là nó là đa số chúng ta thiết kế những nghiên cứu thì chúng ta đòi hỏi rằng cái độ nhạy nó phải 80%, tức là cái power nó phải 80%. Một số các nghiên cứu thì nó đòi hỏi cái power là phải 90% nữa chứ không phải là 80 đâu. Nhưng mà trong thực tế thì sao? Trong thực tế thì ở đây các bạn, đây là một cái phân tích tổng hợp trên 660 cái phân tích tổng hợp khác, tức là tổng hợp của tổng hợp, các tổng hợp trong các ngành như là psychiatry, rồi neurology, rồi somatic disease, công bố vào năm 2007. Thì một cái điều nó làm cho mọi người shocking là thế này, là các cái nhà nghiên cứu này họ ước tính rằng cái độ nhạy của các nghiên cứu này chỉ có 20%. Ui chào, chỉ 20% thì nó làm sao mà gọi là có phát hiện gì quan trọng được. Mà cái truyền thống, cái mức độ truyền thống mà chúng ta cần có là như tôi nói hồi nãy là 80% và 90%. Ví dụ trong thế chỉ 20%. Thành ra là đa số cái nghiên cứu mà người ta báo cáo trong y văn hay là trong khoa học ấy, có lẽ là sai hết. Thế thôi. Nhưng mà có một cái biểu đồ mà trong cái bài báo này tôi cảm thấy rất là thú vị.
Đó là cái mối liên quan giữa cái số bệnh nhân trên mỗi nghiên cứu và cái mức độ ảnh hưởng. Cái mức độ ảnh hưởng đây là người ta mô tả bằng log odds ratio, còn cái số mà bệnh nhân đây thực ra là nó phản ảnh là cái độ nhạy của nghiên cứu. Tức là nghiên cứu nào mà có bệnh nhân mà thấp như thế này á, là có nghĩa là cái độ nhạy thấp, power thấp. Còn nghiên cứu nào mà có số bệnh nhân cao, có nghĩa là cái power hay là cái độ nhạy cao. Thì các bạn thấy nó có một cái mối liên quan nghịch đảo. À, nó buồn cười vậy. Tức là nghiên cứu nào mà có số cỡ mẫu thấp thì cho ra cái kết quả với cái mức độ ảnh hưởng cao. So với những nghiên cứu nào mà có cái power cao và số cỡ mẫu cao thì cái mức độ ảnh hưởng nó lại thấp. À, do đó là cái bài học là vậy. Nếu mà chúng ta quan sát được một cái mức độ ảnh hưởng cao mà cái nghiên cứu đó là lại có cái số cỡ mẫu rất thấp thì đó là điều chúng ta cần phải nghi ngờ, bởi vì đó có thể đó là dương tính giả chứ không phải là một phát hiện thật. Bây giờ tôi cho các bạn xem hai cái xem xét hai cái nghiên cứu này. Hai nghiên cứu này tôi chỉ phịa ra thôi, giả tưởng thôi. Nghiên cứu số 1 là có 10 bệnh nhân hay là 10 đối tượng. Tôi không thích dùng chữ đối tượng, bởi vì đối tượng nó có vẻ như là object. Ở đây nếu mà mình làm nghiên cứu trên người, trên động vật thì mình phải nói là trên người cho nó chính xác đi. Đừng có biến người ta thành một cái gọi là object, buồn cười lắm. Ngôn ngữ mình bây giờ lộn xộn quá. Ok, nghiên cứu số 1 là có 10 người và quan sát được cái chỉ số P là 0.01. Cái nghiên cứu số 2 thì nó lớn hơn. N bây giờ là 1.000 đối tượng, 1.000 cá nhân và chỉ số P bằng 0.01. Cái câu hỏi mà tôi muốn hỏi các bạn á, thì trong hai nghiên cứu này á, theo các bạn cái kết quả của nghiên cứu nào á là nó ấn tượng hơn, hay là nói cách khác là cái nghiên cứu nào á nó cho ra kết quả gọi là thuyết phục hơn? À, thì khi mà một cái câu hỏi như vậy á, được đặt ra cho một nhóm nhà nghiên cứu á, thì đa số kể cả ông James Heckman, ông James Heckman là một khôi nguyên Nobel giải kinh tế không nhớ năm mấy, thì đa số những người theo trường phái này họ nói rằng cái nghiên cứu số 1 này là nó ấn tượng hơn, nó thuyết phục hơn. Là cái lý giải của họ là bởi vì nếu mà mẫu nghiên cứu mà số cỡ mẫu nó nhỏ mà nó lại quan sát được cái chỉ số P là 0.01 thì điều đó có nghĩa là cái bằng chứng từ cái nghiên cứu đó nó phải mạnh hơn cái nghiên cứu mà cho ra cỡ mẫu mà như là 1.000 người. Nhưng mà thưa các bạn, cái đó là cái lý giải hoàn toàn sai, cái đó là lý giải nó không có đúng. Lý do là như thế này, là cái nghiên cứu mà nó có số cỡ mẫu nó nhỏ thì nó có xu hướng là bất tái lập, cho dù là cái nghiên cứu đó nó có kết quả, ví dụ trong trường hợp này là có ý nghĩa thống kê, nhưng mà cái đó có thể chỉ là ngẫu nhiên, cái đó nó có thể chỉ là dương tính giả mà thôi. Do đó là cái nghiên cứu nào mà nó có số cỡ mẫu càng lớn á thì cái mức thuyết phục nó mới càng cao. Nhưng mà khi nói về số cỡ mẫu càng lớn á, thì tôi lại muốn chia sẻ với các bạn một cái nghịch lý mà có lẽ là đa số các bạn không có để ý đó, hay là không có nhận ra. Thời đại ngày nay đó, chúng ta có những cái nghiên cứu báo cáo trong y văn và trong khoa học rất là lớn các bạn. Cách đây khoảng chừng vài tháng đó, tôi có phụ trách một cái bài báo mà đến từ những nước mà Bắc Âu, ví dụ Thụy Điển rồi Na Uy rồi này nọ. Thì ở những nước đó là họ có một cái cơ chế, họ có thể theo dõi người dân của họ từ lúc sanh ra cho đến lúc vào bệnh viện, cho đến lúc chết. Có nghĩa là họ có cả một cái cơ sở dữ liệu theo dõi mỗi người như vậy, cho từ lúc sanh ra đến chết. Họ dùng thuốc gì, họ bị bệnh gì, họ đi khám bác sĩ mấy lần, họ gọi là tập thể dục bao nhiêu, những cái gì, nhưng tất cả đều có trong cái dữ liệu đó. Và các bạn thử tưởng tượng với một cái đất nước, tôi nói ví dụ như là một đất có 10 triệu dân mà họ theo dõi như vậy thì cái số liệu nó kinh khủng, nó lớn lắm. Thì cái đó mới gọi là big data, tức là dữ liệu lớn. Và khi mà cái dữ liệu lớn đó, thì nó lại xảy ra một cái nghịch lý. Cái nghịch lý là thế này, là bởi vì đa số các cái phương pháp phân tích thống kê nó được thiết kế cho các cái nghiên cứu với số cỡ mẫu nhỏ. Thành ra khi mà mình
ứng dụng các cái phương pháp đó cho các cái dữ liệu thiệt là lớn đó, như là hàng triệu đó, thì một gần như là 100% là các nghiên cứu đó đều cho ra cái kết quả có ý nghĩa thống kê. Và đó đây là vấn đề. Bây giờ tôi xin mời các bạn xem xét cái giả thuyết vô hiệu nha. Cái này giả thuyết vô hiệu rất là no hypothesis, là cái giả thuyết vô hiệu là cái tỷ lệ mắc bệnh là 50%. Tôi nói ví dụ 50% nói gì cho nó dễ hiểu. Và nếu mà tôi làm một cái nghiên cứu mà với 1.000 người và tôi quan sát được cái tỷ lệ đó là 49.9%, tức là cái tỷ lệ mình quan sát nó rất gần với cái tỷ lệ của giả thuyết vô hiệu. Thật ra nó dễ y chang nhau chứ chẳng khác gì, chỉ 0.01% thôi. Thì cái chỉ số pi trong trường hợp này là 0.95. Như vậy á, thì chúng ta, bởi vì chỉ số pi này nó lớn hơn 0.05, thành ra mình có bằng chứng để cho thấy rằng nó là cái giá trị mà mình quan sát ở đây nè là nó nhất quán với cái giả thuyết vô hiệu. Phải không? Không có gì để nói. Nhưng mà các bạn thử tưởng tượng, nếu mà tôi làm một nghiên cứu trên 1.000.000 người và cái tỷ lệ mà tôi quan sát cũng 49.9%, thì không cần phải nói là 49.9% này thì nó có khác gì với 50% đâu, nó đi chăng nha thôi, phải không? Do đó là cái giả do đó là cái bằng chứng ở đây nó cũng nhất quán lên cái này. Thế nhưng mà khi mà các bạn tính cái chỉ số pi thì bây giờ nó là 0.045. Nói cách khác là nếu mình dựa vào cái chỉ số pi của cái nghiên cứu cực kỳ lớn như thế này á, là mình sẽ nói rằng ồ 49.9% này nó khác với 50%. Các bạn có thấy cái kết luận nó rất là stupid không? Cái là nó rất là ngu sủng. Thành ra là những cái dữ liệu mà lớn hay là rất lớn như thế này nó dẫn đến một cái chỉ số pi có thể rất là nhỏ và nó có thể dẫn đến những cái kết luận rất là stupid. Và chính vì cái stupidity đó là nó cho ra đời một cái nghịch lý. Cái nghịch lý này gọi là Linley. Linley là tên của một nhà khoa học thống kê tên là Dennis Linley. Thì ông Linley á, vào năm 1956 thì phải, thì ông mới phát hiện ra, ông mới khám phá ra cái nghịch lý này. Thì cái nghịch lý này nó ra cái phát biểu như thế này, là ông ấy nói rằng á, là một cái phát hiện mà có ý nghĩa thống kê từ một cái nghiên cứu với cái số cỡ mẫu rất lớn, very là sample size, là có thể thể hiện là cái bằng chứng cho cái giả thuyết vô hiệu chứ không phải là bằng chứng cho cái giả thuyết nghịch đảo đâu. Đấy. Điều này nó nói lên như thế này, là nếu mà mình muốn có một cái kết luận gọi là chính xác từ các cái nghiên cứu mà cỡ mẫu rất lớn này á, thì cái chỉ số pi là không có đầy đủ, chúng ta cần phải hiệu chỉnh nó, và hiệu chỉnh nó là cho cái chỉ số Q. Chỉ số Q như tôi trình bày trong công thức này tôi không muốn đọc ra làm cái gì. À, các bạn có thể, bây giờ nó không phải là chủ đề của bài hôm nay. À, Q mà lớn hơn một thì coi như là nó là chứng cứ cho cái mà giả thuyết vô hiệu. Thì có lẽ đây là một cái điều mà các bạn nào mà làm nghiên cứu với cỡ mẫu lớn cần phải để ý nha. À, chứ không nên xem thường nó. Đó là yếu tố thứ hai. Bây giờ tới yếu tố thứ ba là vấn đề chỉ số pi. Thì có thể nói một cách ngắn gọn như thế này các bạn, là đa số các cái mà suy luận mà khoa học hay là kết luận khoa học nó đều gọi là quy về gọi là chỉ số pi, đường nào cũng về gọi là La Mã là vậy đó. Và cách đây đâu cũng cũng đây từ năm 2013 thì cái chỉ số pi á, là nó được tờ nhật báo mà New York Times á, là feature, tức là cho một cái bài rất là dài về chỉ số pi. Tôi ước muốn là một ngày nào đó báo Tuổi Trẻ ở Việt Nam mình cũng gọi là có một bài bàn về chỉ số pi để mà cho công chúng biết rằng là đừng có gọi là quá tin tưởng vào các cái kết quả nghiên cứu mà dựa trên chỉ số pi. Thì trong một thời gian dài á, là cái chỉ số pi này á, là nó được xem như là cái mà nó gần được xem như là một cái passport. Thì có ai gọi điện thoại lúng túng, nó gần như là cái passport cho công bố quốc tế. Hễ mà chỉ số pi mà dưới 0.05 thì nó coi là như là có nghĩa thống kê và có cơ may là công bố quốc tế. Chỉ số pi mà trên 0.05 thì nó là không có nghĩa thống kê và coi như là khó có thể công bố quốc tế. Thì tôi có một loạt bài viết về chỉ số pi trước đây, cũng như là có một cái bài giảng về chỉ số pi trong trong cái kênh mình YouTube này, nếu mà các bạn cần thì có thể xem xét lại cái ý nghĩa thật của nó. Thì với mà cái ngưỡng mà 0.05 này á,
là nó dẫn cho chúng ta đến rất nhiều các khám phá mà có thể nói rất là thú vị. Thú vị ở đây là nói cái lịch sự thôi. Ví dụ như là có khám phá nói rằng đó, những người cha mẹ mà đẹp đó, thường 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 sinh con gái hoặc là những người đàn ông mà hay bạo hành đó là thường thường sinh con trai. Đấy, đây là cái những cái công trình có nghiên cứu mà có công bố đàng hoàng nha. Và đây là một cái phát hiện mà theo tôi là rất là thú vị nữa, là họ nói rằng những người nào mà thức dậy mà trước 7:21 sáng là thường thường là bị căng thẳng hơn những người mà thức sau 7:21. Không hiểu tại sao 7:21, tại sao không phải là 7:20, tại sao không phải là 7 giờ, tại sao không phải là 8 giờ. Thì đây là cái nghiên cứu nó đặt ra rất nhiều cái vấn đề về cái cách mà chúng ta gọi là chia một cái cách mà chúng ta phân nhóm từ một cái biến liên tục, nhưng mà đó là một vấn đề khác. Nhưng mà các bạn có biết không, là cái chỉ số pi mà nó gần với cái con số mà 0.05 nó rất là yếu ớt. Đây là một vấn đề mà tôi nghĩ là nó là 99% các nhà khoa học được không biết và không để ý, nhưng mà nó yếu ớt. Thành ra là cái sự mà yếu ớt đó, tức là cái fragility đó, là mình cũng có thể định lượng bằng một cái chỉ số, và cái chỉ số nó có tên là SI. SI là viết tắt của chữ là Fragility Index. Thì cái SI này nó được định nghĩa là cái số bệnh nhân mà tối thiểu mà nếu mà mình chỉ cần thay đổi cái số bệnh nhân đó của nhóm A sang nhóm B hay là nhóm B sang nhóm A thì nó có thể làm thay đổi cái kết quả có hay là không có ý nghĩa thống kê. Các bạn muốn mà tìm hiểu về cái FI, các bạn có thể xem cái bài báo này. Bây giờ tôi xin giới thiệu với các bạn cái cách mà chúng ta ứng dụng cái chỉ số mà Fragility Index để mà đánh giá cái sức cái độ mạnh hay là cái độ thuyết phục của một cái phát hiện ấy. Thì tôi xin mời các bạn xem qua một cái nghiên cứu này rất là đình đám, được công bố trên New England Journal of Medicine vào năm 2009. Đây là một cái nghiên cứu về cái hiệu quả của vaccine trong cái việc mà giảm cái nguy cơ nhiễm HIV ấy. Thì cái nghiên cứu này cho chúng ta thấy rằng là nếu mà cái vaccine mà LVAC á, thì trước đây á, đã có rất nhiều nghiên cứu cho thấy nó không có hiệu quả. Cái vaccine mà Advax á, cũng không có hiệu quả. Do đó là cái nhà nghiên cứu ở đây á, ở bên Thái Lan và với sự hỗ trợ của bên Mỹ đó, với giới quân sự Mỹ á, là người ta mới đặt câu hỏi là nếu mà hai cái vaccine này mà gọi là gộp lại nhau á, tức là một cái là primer, cái là booster á, thì có thể giảm cái mà nguy cơ nhiễm HIV hay không. Thì cái nghiên cứu này á, là được thực hiện trên gần 8.200 người được cho hai loại vaccine đó, được tiêm hai loại vaccine đó, và 8.200 người được cho placebo, và họ là nghiên cứu theo cái mô hình gọi là ACP, tức là nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên. Và sau một thời gian 4 năm theo dõi á, thì 51 người trong cái nhóm điều trị này nè, trong cái nhóm mà vaccine này nè, bị nhiễm HIV. Trong cái nhóm chính, tức là nhóm placebo, thì có 74 người bị nhiễm HIV. Thì khi mà người ta tính toán thống kê rồi này nọ, cho ra cái chỉ số pi là 0.04. 0.04 thì các bạn thấy nó rất là gần với 0.05. Thành ra là các nhà nghiên cứu này họ mới nói rằng there was a trend toward, tức là có xu hướng gì đó thôi. Thì bây giờ là nhiệm vụ của chúng ta làm sao mà đánh giá được cái mức độ thuyết phục của cái nghiên cứu này. Thì các bạn có thể làm bằng tay, nhưng mà đây là một cái website mà online đó, các bạn có thể lên đó rồi mình chỉ nhập những cái số liệu về cái số mà biến cố rồi số cỡ mẫu của nhóm chính và cái nhóm mà can thiệp. Thì tôi cũng làm như vậy thì nó cho ra cái Fragility Index là bằng 1. Chỉ một thôi các bạn. Tôi phải mở ngoặc thêm như thế này, là nếu mà một cái công trình nghiên cứu mà có cái kết quả thuyết phục á, thì cái Fragility Index này á, nó phải là từ 4, 5 hoặc là cao hơn 5. Còn bất cứ nghiên cứu nào mà nó có cái Fragility Index mà nó thấp hơn 4 á, là có thể nói là nó là rất là yếu. Yếu ở đây hiểu theo nghĩa là cái nghiên cứu này khó lặp lại, tức là cái kết quả nghiên cứu này nó khó lặp lại trong một cái nghiên cứu độc lập khác. Thành ra là trong nghiên cứu này, cho dù nó với 16.000 bệnh nhân, cho dù cái chỉ số pi là bằng 0.04, nhưng mà
cái kết quả nó rất ư là yếu ớt, và chúng ta cũng đừng có quá tin vào những cái nghiên cứu như vậy. Bây giờ tôi xin mời các bạn xem đến một mối nghiên cứu khác nữa. Thì trong vài năm gần đây thì mấy bà đồng nghiệp của tôi bên New Zealand, ví dụ như anh Mark Bolan này với mà giáo sư Henry, thì họ theo đuổi một cái hướng nghiên cứu, và cái giả thuyết của họ là thế này, là họ nói rằng những người nào mà được bổ sung calcium và vitamin D là sẽ có là tăng cái nguy cơ mắc bệnh tim mạch và như là nhồi máu cơ tim, như là đột quỵ nhân nhân vậy. Thì để mà kiểm định cái giả thuyết đó thì cái nhóm nghiên cứu là họ mới phân tích cái dữ liệu từ cái nghiên cứu WHI. WHI là viết tắt cái chữ Women Health Initiative Study. Thì cái nghiên cứu này là một cái dạng nghiên cứu gọi là lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên, ACT. Họ chia đâu khoảng 8.400 người được bổ sung calcium với vitamin D, viết tắt là CID, và khoảng 8.300 người chỉ dùng placebo thôi. Thì sau một thời gian theo dõi á, thì cái nhóm mà bị mà nhồi máu cơ tim mà gọi là có tức là được mà gọi là xác định là bằng qua lâm sàng đó, là 209 người trong cái nhóm can thiệp là 3.5% so với 2.9% placebo. Thành ra lấy số này chia số này á, là có cái tỷ số nguy cơ là 1.22, đây là khoảng tin cậy 95%, đây là chỉ số P. Như các bạn thấy á, thì cái 1.22 này á, là mình có thể diễn giải thế này, là những người mà được mà bổ sung bằng calcium vitamin D là có cái nguy cơ mà bị nhồi máu cơ tim nó tăng 22 lần so với nhóm placebo, nhưng mà cái khoảng tin cậy 95% nó dao động từ 0 lần cho đến 50%. Đấy, chỉ số P là 0.05. Và các bạn có thể xem các cái kết quả dưới đây nữa, một số kết quả nó không có nghĩa thống kê. Trong trường hợp này á, thì cái nhóm nghiên cứu nó họ kết luận như thế này, họ nói rằng calcium supplements á, tức là khi mà mình bổ sung bằng calcium với hoặc là không có vitamin D, modestly increase, bị tăng 2%, mà họ dùng cái chữ là tăng cái nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim. Thì các bạn thấy cái chỉ số P ở đây là nó rất là yếu, là 0.4, 0.04, 0.05. Do đó câu hỏi tôi đặt ra là nếu mà tôi tính bằng cái fragility index thì sao? Thì câu trả lời là fragility index ở đây là bằng zero. Là nếu mà mình chỉ cần trừ đây là cái số liệu mà gọi là gốc ha, 209 người là trong nhóm mà bổ sung calcium vitamin D 168 trong placebo. Giả dụ như là tôi trừ một người trong nhóm này, rồi tôi cộng một người trên nhóm này, tức là trừ ở đây một rồi cộng đây một, thì các bạn thấy rằng đó là cái tỷ số nguy cơ bây giờ là 1.21, và bây giờ không có nghĩa thống kê nữa, vì nó bắt ngang đó, tức là nó có 0.98 đến 1.48. Hay là nếu mà tôi trừ hai ở đây và tôi cộng zero ở đây thì nó cũng không có nghĩa thống kê. Đó chính là lý do mà tại sao là cái fragility index này nó cung cấp cho chúng ta một cái thước đo để mà đánh giá cái mức độ thuyết phục của nghiên cứu. Ok, đó là cái vấn đề là cái chỉ số P mà gần 0.05 á, tôi đã báo cáo cho các bạn thấy là nó rất ư là yếu ớt. Yếu ớt ở đây hiểu theo nghĩa là rất ư là khó lặp lại cái nghiên cứu đó trong lần sau. Đấy. Bây giờ có một sự yếu ớt khác nữa là the more we test, the more we find. Tức là nếu mà mình càng kiểm định càng nhiều thì đó là mình sẽ tìm ra những cái gọi là phát hiện gọi là có ý nghĩa thống kê. Ông Ronald Coase, ông này á, là ông này cũng là một khôi nguyên của giải Nobel kinh tế, ông có một câu nói để đời là ông nói rằng nếu mà chúng ta tra tấn dữ liệu á, càng lâu á, thì cái dữ liệu là nó sẽ gọi là khai hết à, nó khai à, bất cứ gì mình muốn nó khai nó khai hết trơn à. Khai ở đây có nghĩa là pi gọi là nhỏ hơn 0.05 á. Mà cái cách tra tấn dữ liệu mà được nhiều người làm nhất á, là cái kiểu gọi là kiểm định nhiều giả thuyết. Bây giờ tôi xin chia sẻ các bạn một cái nghiên cứu này cũng rất là đình đám một thời gian vào năm 2008. Cái nghiên cứu này á, là người ta kiểm định cái giả thuyết về mối liên quan giữa cà phê và ung thư vú. Thì khi mà làm nghiên cứu xong á, thì các nhà nghiên cứu không phát hiện cái mối liên quan giữa cà phê và ung thư vú nha các bạn, không có phát hiện cái gì cả. Thì sau đó các nhà nghiên cứu này nó bắt đầu thực hiện 50 cái phân tích gọi là theo nhóm nhỏ, nó gọi là subgroup analysis, 50 phân tích các bạn. Thì 50 phân tích này á,
là họ phát hiện ba cái ba cái phát hiện thú vị. Cái phát hiện thứ nhất là họ thấy rằng là những người mà uống cà phê là có tăng cái nguy cơ ung thư vú, mình mà loại benign thôi, và P á, là bằng 0.08. Cái phát hiện thứ hai á, là họ nói những người uống cà phê á, là có liên quan đến việc tăng cái nguy cơ mà estrogen với progesterone mà tumor negative á, nhưng mà với điều kiện là tumor nó phải hơn 2 cm. À, chúng ta phải hỏi tại sao 2 cm, không phải là ba, không phải là một chẳng hạn. Thì đây cũng là một vấn đề gọi là chia nhóm nhỏ, từ các cái biến mà liên tục cũng làm cái làm rất là dở. Ở đây phi bằng 0.02. Nhưng mà cái phát hiện thứ ba này còn còn hay hơn nữa là những người mà uống decaf coffee á, tức là coffee mà decaf coffee là gì đây, coffee đó không còn coffee nữa, là có liên quan đến mà giảm cái postmenopausal hormone usage, giảm cái bệnh ở những cái bệnh nhân này, tức là giảm ung thư vú ở những cái người mà dùng hormone replacement, tức là dùng HRT đó, P bằng 0.02. Câu hỏi được đặt ra là các bạn tiếp nhận cái ba cái phát hiện này như thế nào? Nên nhớ rằng á, là cái nghiên cứu này á, thoạt đầu là không, họ không có phát hiện về cái mối liên quan giữa cà phê và nguy cơ mắc bệnh ung thư vú nha. Nhưng mà khi mà họ tra tấn dữ liệu bằng cách gọi là phân tích thêm 50 cái nhóm nhỏ khác thì họ đã phát hiện như thế này. Thì để mà trả lời câu hỏi này á, nếu mà bởi vì mình không có một cái bằng chứng sinh học nào để mà nói về những cái mối liên quan này, thành ra bây giờ mình phải xem xét đến cái khả năng và giải thích bằng thống kê, bằng xác suất. Và theo cái trường phái mà kiểm định mà giả thuyết, tức là Neyman Pearson đó các bạn, thì mỗi một lần mà chúng ta kiểm định một giả thuyết là chúng ta chấp nhận một cái false positive, tức là cái giả cái dương tính giả là alpha. Alpha thường thường đó là 5%, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có vài nhà nghiên cứu là cho là số 1%. Do đó mỗi một lần mình test là mình chấp nhận sai sót 5% hoặc 1%. Và nếu mà mình làm K test, tất nhiên K test này nó phải độc lập với nhau, thì cái xác suất mà chúng ta quan sát được ít nhất một cái kết quả có ý nghĩa thống kê là nó dựa vào công thức này, một trừ cho một trừ cho alpha lũy thừa K. Đấy. Do đó là nếu mà K là 50, K là 50 và nếu alpha là 5%, 0.05, thì cái xác suất mà chúng ta quan sát được ít nhất một cái nghiên cứu, một cái phát hiện hay là một cái mối liên quan mà có ý nghĩa thống kê á, là 92%, 92%. Nhưng mà nên nhớ rằng đây là cái phát hiện là dương tính giả. À, là bởi vì là K test này là K test đều không có liên quan nào cả. Nhưng mà bởi vì mình test quá nhiều lần, mình tra tấn dữ liệu quá nhiều lần, thành ra dữ liệu nó hoảng hồn, nó mới nói ô bây giờ tôi có đây. À, thành ra là những cái mà kết quả mà người ta báo cáo ở đây là đều có thể là kết quả của những cái dương tính giả chứ không phải là mối liên quan thật. Do đó là nếu mà các bạn có một cái nghiên cứu mà các bạn phải kiểm định rất nhiều giả thuyết thì không bao giờ dùng cái giả không bao giờ dùng cái chỉ số pi mà từ cái nghiên cứu đó, mà mình phải đi hiệu chỉnh cái chỉ số pi đó. Ví dụ như gần này là các nhà nghiên cứu họ làm tới 50 cái mà kiểm định thống kê, thành ra cái chỉ số pi là phải lấy là 0.05 chia cho 50, và chỉ khi nào cái giá trị pi này mà nó thấp hơn 0.05 chia cho 50 thì mình mới có thể kết luận rằng đó có thể không phải là dương tính giả mà có thể là phát hiện thật. Nhưng mà nói tóm lại là khi mà chúng ta kiểm định rất nhiều giả thuyết, khi mà chúng ta tra tấn dữ liệu, càng tra tấn chừng nào thì nó càng khai ra nhiều cái kết quả, nhiều cái mà mối liên quan rất là thú vị, nhưng mà toàn là liên quan nhỏ. Thì liên quan đến cái vấn đề mà kiểm định đa giả thuyết á, nó có một cái thói quen mà sau này người ta đặt tên là p-hacking. P-hacking là cái chữ mà được một cái nhà khoa học đăng trên báo Nature vào năm 2016 thì phải, không như 16 hay 2006 gì đó. Là p-hacking là được định nghĩa
là những cái hành động mà gọi là vặn vẹo dữ liệu, manipulation dữ liệu, vặn vẹo dữ liệu. Mà những hành động này là có ý thức hoặc là không có ý thức, vặn vẹo dữ liệu sao cho để có một cái kết quả với một cái chỉ số pi mà chúng ta mong muốn, tức là chỉ số pi nó phải nhỏ hơn 0.5. Thì nhiều cách vặn vẹo dữ liệu, có thể là chúng ta bỏ một số các cái bệnh nhân, hay chúng ta thêm một số bệnh nhân, chúng ta chọn những cái biến số phân tích, rồi chúng ta chọn những phương pháp phân tích thống kê, và chọn những cái tham số để là làm những cái phân tích mà nho nhỏ như mà tôi chỉ cho các bạn hồi nãy đó, là cái cách mà chúng ta hoán chuyển dữ liệu dân 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 dân. Thì tất cả những cái này đều nó đều có thể biến một cái nghiên cứu mà hoàn toàn gọi là âm tính trở thành một cái hoàn toàn một cái nghiên cứu mà dương tính như các bạn thấy hồi nãy. Thì trong cái bài báo mà tôi nhắc á, thì các tác giả nó làm một cái ước tính rất là hay, là nó nói rằng nó là với những cái cách mà làm mà p hacking như thế này á, vặn vẹo dữ liệu như thế này á, là người ta có thể biến một cái công trình nghiên cứu hoàn toàn gọi là negative thành một cái nghiên cứu positive 61% of the time. Tức là cứ 100 nghiên cứu mà hoàn toàn negative mà mình cứ vặn vẹo dữ liệu vậy thì sẽ có 61 cái nghiên cứu sẽ cho ra có kết quả là dương tính, nhưng mà tất nhiên đó là dương tính giả. Như vậy thì tôi đã nói với các bạn rằng đó là cái tình trạng mà bất tái lập ở đây đó, là nó do ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là do cái xác suất về cái giả thuyết của mình nó quá thấp, hoặc là giả thuyết của mình nó sai. Yếu tố thứ hai là do nghiên cứu của mình có số cỡ mẫu nó nhỏ, tức là cái độ nhạy nó thấp. Yếu tố thứ ba là do cái chỉ số pi của mình là nó yếu, tức là nó giữa con số 0.05, hay là cái cách mà làm việc theo kiểu vặn vẹo dữ liệu, tra tấn dữ liệu nó làm cho tất cả những cái ba yếu tố nó đóng góp đến cái tình trạng nó dẫn đến cái tình trạng gọi là bất tái lập trong nghiên cứu khoa học mà chúng ta chứng kiến ngày hôm nay. Thì đó là vấn đề, bây giờ là phải có một cách để giải quyết. Thì tôi nghĩ rằng cái cách giải quyết đó, theo tôi, các bạn có thể đọc ra rất nhiều các cái mà cách khác nữa, mà nếu mà tôi có dịp tôi cũng sẽ bàn về những cái cách đó, nhưng mà ở đây á, tôi chỉ muốn tập trung vào một cái cách giải quyết vấn đề, đó là dùng cái cách suy luận Bayes. Thì để mà hiểu cái sự mà khác biệt giữa cái suy luận Bayes với mà cái cách mà mình suy luận truyền thống á, thì tôi muốn trình bày một cái vấn đề như thế này, là trong trong chẩn đoán lâm sàng á, như tôi nói hồi nãy, nếu mà một bệnh nhân lại nếu mà một bệnh nhân có kết quả là dương tính, thì cái câu hỏi mà chúng ta muốn biết á, và bệnh nhân cũng muốn biết luôn á, là cái xác suất mà bệnh nhân này mắc bệnh là bao nhiêu. Thì nó cũng tương tự như vậy trong nghiên cứu khoa học, là nếu mà tôi có một cái kết quả với chỉ số pi như thế này, với cái chỉ số thi test nó như thế này, thì cái xác suất mà có cái mối liên quan, cái xác suất mà có cái sự ảnh hưởng là bao nhiêu. Thì cái câu hỏi này á, nó không có trả lời bằng chỉ số pi được các bạn. Chỉ số pi nó trả lời câu hỏi ngược lại, là nó nói rằng nếu mà không có cái mối liên quan thì cái xác suất mà tôi quan sát được dữ liệu này là bao nhiêu. Nhưng mà cái đó chúng ta không có quan tâm. Cái mà chúng ta quan tâm đó là nếu mà tôi quan sát được cái dữ liệu này á, thì cái xác suất mà là có mối liên quan là bao nhiêu. Thì cái chỉ số pi như tôi nói nó không có giải quyết được câu hỏi đó, thành ra chúng ta cần đến cái phương pháp là lý giải Bayes. Thì phương pháp lý giải Bayes là xuất phát từ từ ông Thomas Bayes. Ông này là không ai rõ ông sinh năm mấy, nhưng mà người ta nghĩ rằng chắc là sinh năm 1702 và qua đời vào năm 1761, tức là chỉ thọ có 59 tuổi, thời thế kỷ thứ 18 mà. Thật ra là như vậy là cũng ok. Ông ấy là một mục sư trong trong cái đạo là Presbyterian đó, cũng là một cái bạn tôi không có đàn đấy, nhưng mà chắc là cũng là một cái nhánh của đạo Thiên Chúa thôi. Ông ấy là một phéo lô của Royal Society, như các bạn biết là phéo lô kiểu giống như viện sĩ của Royal Society là một cái vinh dự rất là lớn, nhưng mà trong cả đời ông ấy chưa bao giờ ông công bố bài báo khoa học nào hết trơn. Ông trở thành phéo lô là bởi vì những cái đóng góp cho ông cho tôn giáo hơn là cho khoa học. Nhưng mà ông có viết một cái bài báo, bài báo đó là cái tựa đề là như thế này nè, là một cái bài luận văn về việc giải quyết một cái vấn đề về cái
học thuyết về mà ngẫu nhiên. Đây vậy đó. Thì cái bài báo này á, là ông không có công bố, bởi vì ông là người rất là cẩn thận, ông sợ ông làm gì sai, thành ra là ông cứ để trong học tủ đó vậy đó. Thì khi mà ông qua đời xong á, thì một cái người bạn rất là thân với ông tên là ông Richard Price, rồi ông mới khám phá ra cái bản thảo của bài báo này. Thì ông Richard Price thấy bài báo hay quá, thế thì ông ấy mới biên tập lại, rồi mới gửi cho cái tập san gọi là Philosophical Transaction of the Royal Society of London năm 1763, tức là gửi vào 2 năm sau khi ông chết thì cái bài báo mới được công bố. Tôi cũng mang ghi chú thêm cho các bạn hiểu là đây là cái tạp san khoa học đầu tiên trên thế giới nha các bạn, tạp san mà gọi là Philosophical of Transaction of Royal Society, nó là đầu tiên trên thế giới đấy. Và đây là cái bản thảo các bạn, đây là cái bản gốc của bài báo, các bạn có thể thấy từ trên internet đó. Đó là cái nguồn gốc của cái lý thuyết bay sản xuất phát từ đó. Thì có nhiều cách để mà giải thích về cái mà định lý Bayes. Cách mà tôi giải thích vậy cho đơn giản để các bạn có thể hiểu là định lý Bayes á, là nó phát biểu như thế này, là cái xác suất mà cái giả thuyết của chúng ta đúng nhân cho cái mà phân bố của dữ liệu, phân bố của dữ liệu mà chúng ta đang có, thì nó sẽ bằng cái xác suất mà cái giả thuyết của chúng ta đúng. Nói cách khác là nó là cái giả thuyết mà của chúng ta quan sát, cái xác suất mà giả thuyết của chúng ta đúng đó, là nó bằng cái dữ liệu mà chúng ta quan sát được nhân cho cái xác suất tiền định của cái giả thuyết đó. Thì các bạn có thể xem thêm cái bài giảng về Bayes, các bạn có thể hiểu được cái ý nghĩa đằng sau đó. Thì cái cách mà suy luận về Bayes ở đây á, là nó rất là giống với cái suy luận trong chẩn đoán lâm sàng. Hầu như là các bác sĩ nào người ta cũng suy nghĩ theo kiểu này cả, nhưng mà người ta không có hiểu, người ta không có nhận ra là họ là đang suy nghĩ theo theo trường phái Bayes. Thì đối với bác sĩ đó, là các bạn thấy khi mà một bệnh nhân đến với họ, cái việc đầu tiên là họ làm gì? Đầu tiên là họ lấy những cái thông tin về bạn, rồi độ tuổi, giới tính, rồi các cái tiền sử mắc bệnh nhân nhân dân. Thì những cái đó chúng ta có thể xem nó như là cái thông tin tiền định, tức là prior odds of disease. Rồi sau đó họ lấy máu hay lấy nước tiểu, và rồi họ sẽ gửi cái mẫu đó đi làm xét nghiệm. Thì cái xét nghiệm nó quay trở lại có thể là âm tính hay dương tính, thì cái đó nó gọi là evidence, tức là cái dữ liệu. Rồi sau đó sẽ tổng hợp cái mà tiền sử mà bệnh lý với cái kết quả xét nghiệm, thì họ sẽ có một cái chẩn đoán mới nó chính xác hơn. Do đó là cái suy luận Bayes nó không phải là một cái gì quá trình là ghê gớm. Nói tóm lại là những cái gì mà chúng ta đã biết cộng với những cái gì mà chúng ta đang biết, nó giúp cho chúng ta biết tốt hơn, như thế thôi. Là trường phái Bayes đại khái là nó có 3 yếu tố như vậy. Thì bây giờ để mà giải thích, để mà minh chứng cho các bạn về cái sự mà hữu hiệu của cái cách mà diễn giải Bayes, thì tôi mời các bạn xem cái nghiên cứu này. Đây là một cái nghiên cứu kiểm định cái giả thuyết về cái sự ảnh hưởng của bổ sung calcium với vitamin D đến ung thư. Thì đây là một nghiên cứu RCT, tức là lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên. Thì trong đó là các cái nhà nghiên cứu là họ tuyển 2.300 phụ nữ và họ chia thành 2 nhóm. Nhóm được bổ sung calcium với vitamin D là đâu khoảng chừng 1.156 người, nhóm nhóm placebo là 1.147, tức là 1:1 đó. Và họ theo dõi những người này trong 4 năm. Rồi sau đó là họ phân tích và họ đi đến kết luận rằng đó, họ nói rằng đó là bổ sung vitamin D và calcium á, so với nhóm chứng đó là did not, tức là không có dẫn đến việc mà làm suy giảm cái nguy cơ ung thư vú là sau 4 năm, nguy cơ ung thư sau 4 năm tất cả loại ung thư, chứ không phải ung thư. Thì tôi đọc cái phần kết luận nó quá sao kỳ ta, thường thường là calcium vitamin D là nó hiệu quả, nó sao kỳ vậy. Thì khi mà tôi xem xét qua cái dữ liệu mà trong cái bài báo á, cái này là nó chỉ trên phần abstract thôi các bạn, tức là phần tóm tắt. Tôi xem bài báo á, thì mới thấy là cái dữ liệu nó cung cấp cho chúng ta một cái bức tranh khác. Thì tóm được lại như thế này, nó nói rằng trong cái nhóm mà được bổ sung calcium vitamin D có 45 người á, là mắc bệnh á, là 3.9%, so với cái nhóm placebo á, là 64 người và cái tỷ lệ mắc bệnh là 5.6%.
họ tính với chỉ số P là 0.06, họ tính luôn cái hazard ratio nữa chứ, tức là cái tỷ số rủi ro đó là 0.7. Nói cách khác là những người mà được bổ sung bằng calcium vitamin D là giảm cái nguy cơ mà mắc bệnh ung thư đến 30%, 0.7 giảm 30%. Nhưng mà bởi vì một phần của cái khoản tin cậy 95% này á, là nó cao hơn là một, thành ra là họ mới nói rằng là hit not. Nhưng mà tôi nghĩ làm như vậy là nó không công bằng đến dữ liệu, bởi vì đa số cái dữ liệu là nó nghiêng về cái hướng là calcium và vitamin D là nó có lợi chứ nó không có hại. Nó chỉ có một số rất là nhỏ thế này là nó có hại, nhưng mà cái số rất là nhỏ, thành ra là tôi mới đặt cái vấn đề. Tôi và học trò tôi là Steve á, tôi nói rằng nếu mà tôi có những cái dữ liệu ATM, tức là những dữ liệu mà tôi đang có giờ, thì cái xác suất mà cái calcium vitamin D, bổ sung calcium vitamin D này là nó giảm nguy cơ ung thư là bao nhiêu, thì tôi bắt đầu bằng cái trial knowledge, tức là cái thông tin tiền định, là tôi nói giả dụ tôi không biết cái relative risk này nó bao nhiêu. À, nên là tôi cho cái relative risk này nó dao động từ là 0.00 cho đến gọi là 100, và mỗi cái nó đều có xác suất y chang như nhau. Bởi vì đó là cái đó là một cái cách để mà nói rằng nó là tôi rất là dốt, tôi không biết gì về cái relative risk cả, tức là ignorant. Ok, cái đó là thông tin tiền định. Bây giờ đến cái thông tin mà chúng ta có là thông tin mà tác giả nó báo cáo, tức là tỷ số nguy cơ là 0.7, tức là tỷ số rủi ro đúng không? Và khoản tin cậy 95% là 0.47 đến 1.02. Thì với hai cái dữ liệu này á, là tôi có thể dùng cái định lý Bayes để mà ước tính được cái xác suất mà bổ sung calcium vitamin D là giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư là bao nhiêu. Câu trả lời là 97%. À, cái này rất quan trọng. Ý tôi nói rằng là cái dữ liệu mà các tác giả cung cấp này á, là nó cho phép tôi phát biểu rằng cái xác suất mà calcium vitamin D giảm ung thư vú, giảm giảm nguy cơ ung thư lên đến 97%. Một cái điểm hay của suy luận Bayes là chúng ta có thể ước tính được cái xác suất của cái hiệu quả ở mỗi mức độ cái hiệu quả. Ví dụ như nếu mà tôi muốn trả lời câu hỏi là cái xác suất mà calcium vitamin D mà giảm nguy cơ ung thư vú là trên 5% là bao nhiêu? Câu trả lời là 95%. Như vậy thì các bạn thấy rằng cái nghiên cứu này nó không phải là negative, nó không phải là cái kiểu mà đích nốt này. À, trong thực tế là cái xác suất đến 97% là calcium vitamin D có hiệu quả. Có hiệu quả đây tức là hiệu quả giảm ung thư. Nếu mà mình đặt là 5% giảm ung thư là có hiệu quả lâm sàng, thì cái xác suất đó nó dẫn lên đến 95%. Như vậy thì ở đây là có là kết quả là dương tính chứ đâu phải âm tính được. Thế thì tôi và Steve là hai thầy trò rất là hào hứng, cho nên là tôi kêu Steve là mày soạn một cái mà technical communication rồi mình nộp cho JAMA, là mình bàn với tác giả là mình nói đây là cách mà chúng tôi diễn giải khác, các anh thấy ok không? Thì chúng tôi nộp cái bản thảo đó lên JAMA. Đâu khoảng chừng tháng sau thì JAMA họ quay trở lại, họ nói rằng là kiểu như là thank you very much, tức là cái bài báo của chúng tôi rất là thú vị, rất là hay, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không công bố được. Tóm lại họ từ chối mình đó mà. Sau này tôi mới phát hiện rằng là tập sang JAMA là nó họ nhận được tất cả là 25 cái lá thư, 25 cái communication về cái nghiên cứu này, nhưng mà tất cả đều là bị từ chối, họ không công bố. Nên nhiều khi các bạn thấy nhiều khi mấy cái tập sang này người ta cũng không có hẳn là khách quan đâu, nên cũng hay là lệch đấy. Ok, nhưng mà ở đây cái câu chuyện tôi muốn nói với các bạn là cái phương pháp Bayes này nó giúp cho chúng ta xác định được cái nghiên cứu nó ở một cái mức độ gọi là đáng tin cậy hơn là chỉ số P. Thì quay trở lại cái PPV hồi nãy á, tức là cái xác suất ví dụ như là cái xác suất mà tôi quan sát được cái mối liên quan này, nếu mà tôi biết được cái xác suất tiền định về cái giả thuyết, và nếu tôi biết được alpha và beta, thì nếu mà cái nghiên cứu tôi không có bias thì công thức này nó là như vậy. Nếu mà tôi có bias yield, tôi định lượng nó bias yield thì công thức này nó là như vậy.
Do đó là nó quay trở lại câu hỏi tôi nói hồi nãy, câu cái bình luận mà tôi nói hồi nãy, tôi nói rằng nếu mà cái giả thuyết của tôi á, nó có cái xác suất rất là thấp, ví dụ như bằng zero, thì PPV này tất nhiên nó bằng zero. Do đó là nếu mà cái P này nó là 0.001 này thì tất nhiên PPV nó cũng thấp. Và điều đó nó giải thích rằng tại sao mà đa số những cái nghiên cứu mà trong quá khứ có lẽ là sai, là bởi vì cái xác suất mà cái hypothesis lean true nó rất là thấp. Thì từ công thức này á, là tôi cũng có thể tính được cái xác suất về cái mà dương tính thật, tức là true positive đó các bạn. Và cái xác suất này á, nó lệ thuộc, nó tùy thuộc vào cái độ nhạy của nghiên cứu, vào cái chỉ số pi và cái xác suất tiền định của cái giả thuyết. Tôi chỉ muốn các bạn xem xét vào cái dòng sau cùng. Trong cái dòng sau cùng này á, là tôi bắt đầu bàn cái giả thuyết là như thế này. Là tôi nghĩ rằng là cái gen hay là cái giả thuyết mà tôi mà kiểm định đó, là nó chỉ có 1% thôi, tức là nó chỉ có xác suất là 1% là đúng thôi, và tôi thiết kế cái công trình nghiên cứu sao cho cái độ nhạy là 80%. Và giả dụ như là sau đó tôi quan sát được, sau khi tôi thực hiện cái nghiên cứu xong, tôi quan sát được cái chỉ số pi là 0.05, thì cái câu hỏi đặt ra là cái xác suất mà cái mối liên quan tôi quan sát đúng là bao nhiêu. Câu trả lời là các bạn thấy chỉ có 14% thôi các bạn. Nói cách khác là nó là nếu cái nghiên cứu mà có, nếu nghiên cứu mà cho ra chỉ số pi là 0.05 với cái power là 80% với cái xác suất tiền định là 1%, thì cái xác suất mà dương tính giả nó lên đến 86%. Bởi vì dương tính thật chỉ 14% là dương tính giả là 86%. Nhưng mà nếu cái kết quả nghiên cứu của tôi có chỉ số pi là 0.001, thì bây giờ cái kết quả mà cái xác suất mà dương tính thật đó, là nó lên đến gần 90%. Nói cách khác là dương tính giả nó chỉ có 10%. Điều đó nó cho thấy rằng cái chỉ số pi mà 0.05, nó nói lên một lần nữa là cái chỉ số pi 0.05 này đó, rất ư là yếu. Mình cần phải có chỉ số pi cỡ 0.001 thì mới chắc ăn được. 89% thì mình ok. Tương tự như vậy, các bạn cũng có thể dùng cái phương pháp Bayes mà tôi mô tả ở đây. Mình có thể ước tính cho cái xác suất mà cái kết quả nghiên cứu có thể reproducible, tức là có thể tái lập. Thì đây là thực ra đây là cái cách tính của Stephen Goodman, công bố từ năm 1992 các bạn. Thì trong cái nghiên cứu này, Goodman á, giả định rằng là nếu cái chỉ số pi của cái nghiên cứu gốc này á, là ví dụ nó 0.05, 0.01, 0.005, 0.001, và mình hỏi câu hỏi này, nếu mà một cái nghiên cứu thứ hai, tức là nghiên cứu mà lặp lại đó, thì cái câu hỏi được đặt ra là cái xác suất mà cái nghiên cứu thứ hai này quan sát được cái chỉ số pi nhỏ hơn 0.05 là bao nhiêu? Câu trả lời là 91%. Nếu nếu cái chỉ số pi lúc ban đầu là 0.001, nếu chỉ số pi lúc ban đầu nghiên cứu đầu á, là 0.05, thì cái xác suất mà lặp lại á, cái nghiên cứu sau á, với 0.05 chỉ có 50% thôi các bạn. Nếu và cái cột này với điều kiện là cái mà mối liên quan là thật, hả? Mối liên quan là thật. Còn này nếu mà với điều kiện mối liên quan á, là nó phân bố theo kiểu gọi là uniform, tức là kiểu như là tất cả các giả thuyết đều bằng nhau á, thì cái xác suất mà nhà nghiên cứu quan sát được cái kết quả với pi nhỏ hơn 0.05 trong cái nghiên cứu thứ hai này á, với điều kiện cái nghiên cứu đầu là 0.001, pi 0.001 thì nó lên đến 78%. Thì cái kết quả ở đây, cái điểm mà tôi muốn nói ở đây á, là cái kết quả nghiên cứu mà với chỉ số pi 0.05 của nghiên cứu đầu tiên đó là rất là thấp, rất là yếu, nó phải cỡ 0.001 thì mình mới tự tin được đó là cái kết quả đó nó mang tính tái lập cao. Do đó là gần đây á, trong thời gian gần đây á, là đã có một số lời kêu gọi rất là ảnh hưởng lớn á. Ví dụ như là John Ioannidis là đề nghị rằng là cái chỉ số pi để mà tuyên bố là mình đã khám phá ra cái gì á, nó phải là 0.005, hay là trên này á, là có người đề nghị là 0.001 hoặc là 0.005 thì mình mới có thể tuyên bố là mình đã phát hiện ra cái gì. Nói cách khác là tất cả những cái phát hiện nào
mà có chỉ số pi lớn hơn 0.005 thì chúng ta không nên tuyên bố rằng mình đã khám phá, mình đã phát hiện cái gì. Mình chỉ tuyên bố khám phá hay là phát hiện khi nào chỉ số pi nó phải nhỏ hơn 0.005. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái đề nghị rất ư là quan trọng, và tôi nghĩ trong tương lai chắc có lẽ là đa số các cái nghiên cứu mà y khoa đều phải làm như vậy cả. Trong thực tế thì các cái mà nghiên cứu bên ngành di truyền, các bạn ví dụ như là về chi hóa thì người ta chỉ sử dụng cái chỉ số pi là 5 nhân nhân 10 lũy thừa 8 thôi, lũy thừa trừ 8 mới được gọi là một cái khám phá. Còn tất cả những cái gì mà gọi là cao hơn con số đó thì không thể nào gọi là khám phá được. Bên vật lý thì họ dùng cái 10 lũy thừa trừ 6, tức là 6 sigma đó. Chỉ có bên ngành y thì có vẻ hơi quá dễ dãi, là bây giờ vẫn còn sử dụng cái ngưỡng là 0.05. Theo tôi nghĩ cái đó là không được. Ok, có lẽ là tôi nói cũng hơi dài rồi, thành ra bây giờ tôi xin tóm tắt cái bài giảng như thế này, là cái khả năng mà tái lập của nghiên cứu này nó lệ thuộc vào ba cái yếu tố. Nó lệ thuộc vào cái xác suất mà cái giả thuyết của chúng ta đúng, nó lệ thuộc vào cái độ nhạy của nghiên cứu, và nó lệ thuộc vào cái chỉ số pi mà chúng ta quan sát sau khi làm nghiên cứu. Những cái nghiên cứu nào mà với cỡ mẫu nhỏ, với cái power nó thấp thì thường thường cho ra những cái mức độ ảnh hưởng cao, nhưng mà những cái kết quả đó nó có cái xác suất tái lập rất thấp. Do đó đừng bao giờ tin những cái nghiên cứu mà có kết quả, những nghiên cứu mà cái cỡ mẫu 5, 10 người mà cho ra kết quả có nhiều thống kê, vậy có lẽ đó là kết quả dương tính giả mà thôi. Tôi cũng đã cho các bạn xem là cái chỉ số pi mà vừa dòng dòng cái con số mà chung quanh con số mà 0.05 nó rất là yếu ớt, và yếu ớt ở đây hiểu theo nghĩa là nó có cái xác suất tái lập rất là thấp. Rồi cái thói quen mà gọi là tra tấn dữ liệu hay là pre-hacking đó, là nó cũng góp phần vào việc mà gọi là làm cho các cái kết quả nghiên cứu nó không có mang tính tái lập. Thì cái cách mà tôi đề nghị là nó là chúng ta sẽ ứng dụng nhiều trong tương lai nữa, là nên dùng phương pháp suy luận Bayes, và với cái phương pháp suy luận Bayes mà nếu mà mình không muốn dùng nó thì nên gọi là hạ thấp cái ngưỡng của chỉ số pi xuống là dưới 0.005 hay là 0.001 để mà nói đó là một cái khám phá. Sau cùng thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái bài xã luận rất là quan trọng trên tập san đời mẻ trên Statistics đó, nó công bố vào năm 2019. Thì năm 2019 thì sau khi cái sự mà khủng hoảng về cái mà nghiên cứu mà nó không có lặp lại được đó, thì có một cái hội nghị rất là quan trọng về gọi là hội nghị consensus giữa các cái chuyên gia bên ngành y có, bên ngành khoa học xã hội có, rồi bên thống kê có, họ ngồi lại với nhau để mà đi đến một cái đồng thuận về cách mà chúng ta giải quyết vấn đề. Thì các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Tức là sau khi mà 3 ngày ngồi lại với nhau là không ai đồng ý với ai cả, nhưng mà họ chỉ đồng ý với một cái duy nhất thôi, là họ nói từ nay trở đi là chúng ta đừng có nên nói cái chữ gọi là statistically significant nữa, đừng nên nói nó nữa, bởi vì cái chữ đó statistically significant hay là có ý nghĩa thống kê gì theo tiếng Việt nó hoàn toàn là vô nghĩa, today become meaningless. Do đó là trong tương lai đó các bạn đừng dùng cái chữ statistically significant nữa, đừng dùng cái chữ có ý nghĩa thống kê nữa, bây giờ tất cả cái điều đó nó đều là vô nghĩa. Đấy. Ok, bây giờ tôi xin chấm dứt cái bài giảng ở đây. Khi mà tôi giảng cái bài này trong cái hội nghị mà khoa học thường niên của bệnh viện sinh viên xanh thì rất nhiều người đặt câu hỏi, một số câu hỏi nó cũng đụng chạm lắm. Nhưng mà ở đây là chúng ta giảng trực tuyến nên chắc là chẳng ai đặt câu hỏi đâu. Nếu mà các bạn muốn đặt câu hỏi thì các bạn có thể viết dưới phần bình luận thì tôi rất là hân hạnh giải thích cho các bạn biết. Bây giờ tôi xin ngưng ở đây và một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài giảng.